Bài đầu tiên chúng ta nhìn thấy có bốn, có sáu bức tranh ạ. Và chúng ta nhìn thấy các mũi tên ở đây ạ, tức là thứ tự lần lượt. Và trong mỗi ô này thì các con sẽ vẽ những cái thứ, những cái đồ vật mà bạn khỉ bạn ấy nhảy vào. Sau khi vẽ xong, chúng ta có thể tô màu và viết cái từ ở dưới. Nếu mà các con không nhớ hết được câu chuyện thì chúng ta có thể dở câu chuyện đấy ra và chúng ta xem. Bài tiếp theo đấy là chúng ta ôn tập về letter W. Từ nào bắt đầu bằng letter U? W thì các con viết ở dưới, cả chữ hoa cả chữ thường. Thì trong đây cô nhìn thấy có từ wings, cái cánh này, window, web, worm, nó bắt đầu bằng letter W. Bài tiếp theo đấy là chúng ta sẽ cắt các con vật này ra và chúng ta dán vào trong cái thuyền này. Và các mẹ có thể giải thích cho các con là khi mình cắt dán vào trong cái thuyền này, tức là bạn ấy đang ở trong. Đây chính là giới từ in, tên của bài đọc. Còn các ngôi sao này các con sẽ cắt ra và dán lên trên cái thuyền. Thì đấy là giới từ on, ở trên ạ. On là ở trên, trên cái cánh buồm ạ. Và in là ở trong.